Mới đây, phía ban tổ chức Miss Earth Việt Nam đã chính thức hé lộ danh tính ngôi sao quốc tế sẽ góp mặt vào đêm chung kết sắp tới. Không ai khác chính là chủ nhân của bản hit đình đám thế giới Impossible, Chantal. Đây không phải là lần đầu tiên chủ nhân hit Impossible đặt chân đến với mảnh đất hình chữ S, mà trước đó, nữ ngôi sao đình đám này từng đến Việt Nam vào các năm 2017 và 2019. Chantal có thể nói là một trong số ít những ngôi sao quốc tế đã có những trải nghiệm tuyệt vời với khán giả yêu âm nhạc tại Việt Nam. Đó cũng chính là lý do để ban tổ chức Miss Earth Việt Nam 2023 quyết định mời về trình diễn. Chia sẻ về phần trình diễn trong đêm chung kết Miss Earth Việt Nam 2023, Chantal cho biết, với bản hit Impossible đã có 220 triệu view, lần này tôi muốn khoác lên một tấm áo mới cho Impossible bằng cách viết lời mới, kể lại những ngày tháng khó khăn gần đây mà tôi đã trải qua, đặc biệt là trong những năm đại dịch vừa rồi. Đây cũng là bài hát mà tôi muốn truyền tải thông điệp về nghị lực để chúng ta cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn bật mí, cô rất thích uống nước dừa và ăn phở của Việt Nam. Bên cạnh đó, ngôi sao da màu Chantal chia sẻ thêm, tôi đang lên kế hoạch hợp tác với các nghệ sĩ Việt Nam trong một số sản phẩm âm nhạc quốc tế. Song song đó, tôi cũng sẽ thực hiện một vài dự án cộng đồng có thể sẽ diễn ra ở Việt Nam trong thời gian tới.